Thưa quý vị và các bạn, khi mà đến với biển Cửa Lo thì có một món ăn mà nhất định các bạn phải thử, đó là món cá trích. Và để chấm điểm món này thì ngày hôm nay Thanh Huyền cùng với chương trình Đi Mò Ăn Chi đã có mặt tại đây. Và người bạn đồng hành của chúng tôi đó là anh Ngọc Thông, một TikToker. Món cá trích đây cả con ơi. À rồi, chào ba. Chào ba. À ba ơi, không biết vì sao cá trích Cửa Lo lại là đặc sản của Nghệ An ba nhỉ? Là vì là các cái nguồn sông, nguồn biển hận đổ về dồi dào thức ăn, cho nên là không những cá trích là đặc sản ngon mà còn các cái loại tôm, cá, mực, ghẹ. Thì không biết là vào những cái tháng nào thì cá trích nó sẽ béo và ngon ba nhỉ? Vào cái tháng từ tháng 3 mà đến tháng 5 dồi dào thức ăn, cho nên là cá này là coi như là béo và được có là nhiều dinh dưỡng hơn. À dạ rồi, cháu cảm ơn ba nhé. Theo như Thanh Huyền được thấy thì cá trích rất là tươi. Và đấy là loài cá biển có cái hình dáng khá là thuôn dài. Ở phần trên lưng của cá thì có ánh cái màu xanh đen rất là đẹp mắt. Và ở phần bụng cũng có một chút màu hồng. Bây giờ chúng ta sẽ cùng làm món cá trích nướng nhé. Nhưng mà con cá này rằng anh không thể có tí vảy mà cả em hơi. Cá trích này thì khi mà đánh bắt về thì người ta đã sơ chế quá, được đánh vảy và cũng như là cắt cái phần máng rồi anh ạ. Phải để lửa liu riu để có thể chín từ từ và vẫn giữ được cái độ giòn ở phía ngoài. Cá trích còn được làm thành một món ăn hấp dẫn và đặc biệt khác, đó là gỏi cá trích. Cái điều đặc biệt của món gỏi cá trích này đó là phần thịt tươi ngon nhất của cá trích, đó là phần lươn ở hai bên sẽ được lóc ra ăn kèm cùng với những cái rau củ như là xoài, cà rốt, cái loại rau thơm khác. Ngoài ra chúng ta cần phải chuẩn bị cho mình đấy là một ít cái gừng băm này, sả băm, tỏi, ớt và một số cái gia vị như là bột súp này, mì chính này, nước mắm và một ít đường để chúng ta có thể điều vị nhé. Ngâm toàn bộ cá trích phi lê vào nước cốt chanh. Tính axit của chanh có thể loại bỏ mùi tanh cho cá, làm chín cá và khi bóc gỏi có thể thẩm thấu gia vị tốt hơn. Trộn tất cả các loại rau củ, rau thơm, gia vị vừa đủ và bóp đều tay. Món gỏi cá trích đạt yêu cầu là cá vẫn giữ được độ tươi ngon tự nhiên, có độ giòn và không bị tanh. Vậy là sau một lúc chuẩn bị thì anh em chúng tôi cũng đã có trước mắt quý vị đấy, đó là hai món, món cá trích nướng và món gỏi cá trích. Về con cá này thì anh nghĩ là phải cầm đến nhai ngán luôn nó mới ngon em ạ. Với cá trích nướng, các bạn sử dụng nước chấm là súp tiêu chanh hoặc nước mắm cốt chua cay, ăn kèm với lá sung hoặc các loại rau thơm như xà lách, húng quế, diếp cá. Phải công nhận một điều là những con cá này khi mà mình nướng, đấy mình hãy dùng từ giống như nước mòi ấy, mình nướng trực tiếp mà thì ăn lên nó có cái vị ngọt, cảm nhận nó ngọt đến từng thớ thịt luôn ấy. Mọi người ơi, bây giờ chúng ta sẽ cùng thưởng thức món thứ hai, đó là món gỏi cá trích nhé. Sử dụng bánh tráng để cuốn gỏi, thêm một chút rau thơm để thêm trọn vị. Ăn kèm là nước sốt có vị chua ngọt và độ béo của lạc rang. Đầu tiên anh ăn gỏi cá trích này anh sẽ nghĩ nó sẽ bị tánh đấy, nhưng mà khi nó trộn cùng với các cái gia vị vừa nãy mình vừa bóp ấy, cộng với một số cái lộc này vào, nó rất là thơm, cả mà nó còn cái vị ngọt của nó luôn, có cái mùi chua chua của xoài này, có mùi thơm của hành tây em này, chấm vào cái cá này này nó có vị bùi bùi của lạc. Quý vị thân mến, ngoài hai món đó là gỏi cá trích và cá trích nướng thì người dân Cửa Lo còn chế biến rất nhiều món ăn khác nhau từ cá trích, và mỗi món ăn từ cá trích thì lại đem đến một cái trải nghiệm vị giác khác nhau. Đến đây thì thời lượng của chương trình Đi Mò Ăn Chi cũng đã khép lại. Và bây giờ Thanh Huyền và Ngọc Thông xin chào và hẹn gặp lại.